Tuy là nó mang tính thực hành nhưng mà cũng liên quan đến vấn đề giáo thuyết, đức tin và việc làm. Bây giờ để cho rõ, mời các anh chị lấy thư Gia-cô-bê ở chương thứ 2. Chương thứ 2, chúng ta cùng nhau đọc từ câu 14 cho đến câu 23. Đức tin và hành động. Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hàng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. Đằng khác, có người sẽ bảo: bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Bạn thử cho tôi thấy thế nào là tin mà không hành động. Còn tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là tin. Bạn tin rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Bạn phải lại, bạn ma quỷ cũng tin như thế, và chúng run sợ. Hỡi người đầu óc rỗng tuếch, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô dụng không? Ông Abraham, tổ phụ chúng ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con mình là Isaac trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo. Như thế ứng nghiệm lời Kinh Thánh đã chép: ông Abraham tin Thiên Chúa, và vì thế Thiên Chúa kể ông là người công chính, và ông được gọi là bạn của Thiên Chúa. Vâng, tới đây được rồi. Như vậy là Thánh Gia-cô-bê tông đồ nhấn mạnh đến hành động, phải không? Đức tin không có hành động là đức tin chết. Và Ngài minh họa bằng gương mẫu của tổ phụ Abraham hiến dâng Isaac. Nhớ như vậy nhé. Thế bây giờ các anh chị lấy dùm tôi thư Roma mà chúng ta đã học rồi. Thư Roma ở chương 3, câu 21 cho đến câu 26. Thấy chưa? Đọc thêm đoạn này rồi đối chiếu xem là có mâu thuẫn với nhau không. Thánh Phaolô viết như thế này: nhưng ngày nay sự công chính của Thiên Chúa đã được thể hiện mà không cần đến luật Mô-xê. Điều này sách luật và các ngôn sứ làm chứng. Quả thế, người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã đặt người làm nơi xá tội nhờ máu của người cho những ai có lòng tin. Như vậy, Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia, trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm.
Nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Như vậy ở đây thì Thánh Phaolô nhấn mạnh cái gì? Nhấn mạnh lòng tin. Và nếu mà chúng ta đọc sang chương 4 thì thấy Thánh Phaolô cũng lại nêu gương tổ phụ Abraham. Ông Abraham đã tin Thiên Chúa và vì thế được kể là người công chính. Thánh Phaolô thì nhấn mạnh đến đức tin. Thánh Giacôbê thì nhấn mạnh đến việc làm. Như vậy là hai vị thánh có mâu thuẫn nhau không? Thế không thì ở chỗ nào phải giải thích chứ, còn không thì dễ thôi. Hả? Đức tin là nên công chính, không phải là chỉ có lòng tin không, mà mình phải dâng hiến cả xác hồn để dâng cho Thiên Chúa toàn vẹn con người của mình. Đấu đá với chính mình, nó cũng là một hành động về trời. Chị có ý kiến là tin không phải chỉ là tin suông hả? Mà là phải chiến đấu. Thì đấy là hành động. Các anh chị có ý kiến gì nữa không? Thánh Giacôbê và Thánh Phaolô có mâu thuẫn với nhau ở điểm này không? Mà nếu mà chúng ta nhìn ra lịch sử của giáo hội á, thì các anh chị sẽ thấy là đây cũng là cuộc xung đột lớn giữa tin lành và công giáo nhé. Không phải chuyện nhỏ đâu. Bên tin lành có câu châm ngôn là làm sao? Sola fide, sola scriptura. Chỉ có đức tin mà thôi, và chỉ có thánh kinh mà thôi. Mục sư tin lành có làm lễ như linh mục công giáo? Ngày Chủ nhật mà họ họp nhau lại đó, họ có cử hành thánh thể không? Không có đâu. Chủ yếu là giảng à. Và giáo dân là ai đi lễ cầm theo thánh kinh. Mục sư mời mở thư Roma chương mấy là mở xoay sạch ra ngay, giống như lớp chúng ta này. Chứ còn người công giáo mình đi lễ thì mấy ai có thánh kinh, phải không? Mà giả như có mà bảo mở thư Roma tìm gần chết, không biết nó nằm ở đâu. Chỉ có thánh kinh mà thôi, và chỉ có đức tin. Nhấn mạnh đến đức tin. Công chính hóa bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm. Cho nên đây là vấn đề giáo lý đấy, chứ không chỉ là mục vụ theo nghĩa thực hành mà thôi đâu. Và chúng ta phải nắm vấn đề cho vững. Thế thì tôi đề nghị một vài điểm chính như thế này: đức tin và việc làm. Điểm đầu tiên mà mình phải xác định đó là ơn công chính hóa. Chúng ta gọi cho nó quen thuộc ơn cứu độ của Chúa này. Mình được cứu độ, mình được công chính hóa là do công đức của bản thân, do việc làm của chúng ta, hay là do ân huệ của Thiên Chúa? Ân huệ của Thiên Chúa. Phải xác định rất rõ như vậy. Ơn công chính hóa hay là ơn cứu độ? Đó là ơn Chúa ban. Người công giáo mình dùng cái từ gọi là nhưng không, phải không? Hay là ơn ban không? Các cha phục vụ giờ kinh thì dịch là ban không. Còn dịch theo kiểu văn học nghệ thuật đó là tình cho không, biếu không. Đấy. Mình không có đón nhận ơn cứu độ theo cái kiểu là lạy Chúa cả đời con đầy công đức như thế này. Giống như là đưa cho Chúa 1 tỷ, Chúa phát cho một cái vé vào thiên đàng. Không có đâu. Hoàn toàn là ân huệ Chúa ban nhưng không. Và chúng ta đón nhận ân huệ đó bằng cách nào? Ta đón nhận bằng đức tin. Đón nhận bằng đức tin. Các anh chị đã học thánh kinh rồi,
từ cựu ước cho tới bây giờ thì hiểu rất rõ đức tin theo Thánh Kinh là gì, là thưa vâng với lời của Chúa. Cho nên người ta nói đến sự vâng phục của đức tin là vậy. Chúa mời gọi và mình thưa như Đức Mẹ vậy, vâng, vâng. Đấy là tin. Chúng ta đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa bằng lòng tin. Thế bây giờ, điểm kế tiếp đó, một niềm tin đích thực là gì? Một niềm tin đích thực á, không chỉ là tin suông bằng lý trí hoặc là trên môi miệng, phải không? Mà là sự dấn thân của con người toàn diện. Con người toàn diện này có hồn, có tâm, có xác, có trí, tất cả con người toàn diện. Chứ không phải là chỉ tin Chúa ở trên môi miệng hoặc là tin Chúa bằng một số công thức lý luận, không phải. Và khi ta hiểu là đức tin á, sự đáp trả lời mời gọi của Chúa là sự dấn thân của con người toàn diện như vậy, thì hàm chứa ở đây đã có việc làm hay chưa? Có rồi, có rồi. Một cách cụ thể nhất này, ta nhìn vào tổ phụ Abraham và mẹ Maria, hai gương mẫu của đức tin. Tổ phụ Abraham tin Chúa và ông được kể là công chính. Nhưng mà ông tin thế nào? Chúa bảo ông là hãy rời bỏ quê hương xứ sở của cha ngươi và đi đến một miền đất ta chỉ cho. Thế thì tổ phụ Abraham thưa vâng. Và sau khi thưa vâng xong, ông ấy vào nhà uống nước trà đánh cờ tiếp à? Đâu có đâu. Sau khi thưa vâng xong là ngài nhổ trại lập tức và đi đến một miền đất mà chính ngài không biết là nó ở đâu, chỉ biết là Chúa bảo đi thì đi. Rồi thì Chúa hứa với ngài đó là dòng dõi đông như sao trời và cát biển, hơn 100 tuổi mới có được một con. Rồi Chúa lại bảo đem đứa con lên trên núi hiến dâng cho Chúa. Ngài tin, và tin có nghĩa là ngài dám hiến dâng chính đứa con duy nhất của mình cho Chúa. Tin là như vậy đấy, chứ không phải là tin xuống. Và mẹ Maria của chúng ta cũng thế thôi. Khi Đức Mẹ thưa lời Fiat mà chúng ta dịch là xin vâng đó, thì đâu phải chỉ là thưa xuống đâu, mà Đức Mẹ dẫn toàn thể con người của mình vào kế hoạch của Thiên Chúa. Ngày hôm nay mình nhìn Đức Mẹ mình toàn thấy là vinh quang thôi. Nào là Đức Mẹ hồn xác lên trời, nào là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, nào là nữ vương, toàn những sự oanh liệt cả. Chứ còn nếu ta đặt mình vào trường hợp của cô Maria ở làng Nazareth vào thời điểm đấy, thì mình sẽ thấy nó tăm tối như thế nào. Và khi đó ta khám phá ra rằng giữa quan điểm của Giacôbê và Phaolô không có gì là mâu thuẫn cả, mà đúng hơn là bổ túc cho nhau thôi. Bổ túc cho nhau. Điều nguy hiểm đó là đôi khi không phải người Công giáo nói chung, mà có một số anh em chúng ta quan niệm rằng ơn cứu độ này là do công lao của tôi. Nó cũng giống cái anh Pha-ri-sêu vào đền thờ cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa coi con đây này, một tuần ăn chay 2 lần nhá, thuế thập phân đầy đủ nhá, chứ không có như cái thằng ở cuối nhà thờ kia nhá. Đấy, đôi khi mình quan niệm ơn cứu độ nó giống như vậy. Rất nguy hiểm.
Anh em tin lành người ta nhấn mạnh chuyện đức tin là điều đáng cho chúng ta nhớ lại. Nhưng mà đồng thời, đức tin không phải là tin suông, mà đức tin là một sự tín thác trọn vẹn, là một sự dấn thân toàn diện. Thành thử ra quan điểm của Thánh Phaolô và Giacôbê không có gì là mâu thuẫn với nhau, mà trái lại là để giúp cho mình hiểu rõ hơn thôi. Bây giờ chúng ta sang một chủ đề khác của Giacôbê. Chủ đề này thì rất rất thực tế, đó là phải kiềm chế cái miệng, cái lưỡi. Thánh Giacôbê nhấn mạnh điều này lắm, mà nó thực tế lắm. Mời các anh chị lấy một đoạn văn trong thư Giacôbê ở chương thứ 3. Ở chương 3, Thánh Giacôbê nói về việc kiềm chế miệng lưỡi. Chúng ta đọc chung với nhau từ câu 1 cho đến câu 12 thì nó mới chọn ý được. Thưa anh em, đừng có nhiều người trong anh em ham làm thầy thiên hạ, vì anh em biết rằng chúng ta sẽ bị xét xử nghiêm khắc hơn. Thật vậy, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Rồi, chỗ này, tất cả chúng ta thường hay vấp ngã, và ngay sau đó thì Ngài nói về vấp ngã trong lời nói. Anh chị thấy có đúng không? Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội giết người? Không bao giờ, ít lắm, họa hiếm. Có mấy khi mà chúng ta phải xưng tội ăn cắp hay ăn trộm? Nhưng mà tội ở trong lời nói thì có hay xưng không? Không có lần nào đi xưng tội mà không có xưng tội về lời nói. Nói dối này, nói hành này, nói xấu này, nó toàn là lời nói của mình. Cho nên Thánh Giacôbê thực tế lắm. Và Ngài có một hình ảnh rất là hay. Ai không vấp ngã về lời nói thì ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân nhé. Toàn thân á, chứ không phải kiềm chế cái miệng đâu. Toàn thân. Tại sao vậy? Ngài giải thích từ câu 3 này. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huynh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự giữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người.
ta dùng lưỡi là chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Chẳng lẽ một mạch nước lại có thể phun ra từ một nguồn cả nước ngọt lẫn nước chua sao? Thưa anh em, làm sao cây vả lại có thể sinh ra trái ô liu, hoặc cây nho sinh trái vả? Nước mặn cũng không thể sinh ra nước ngọt. Cái lưỡi, Thánh Giacôbê nói, rồi các triết gia Hy Lạp cũng nói, rồi nhiều truyền thuyết, những câu chuyện nổi tiếng của các dân tộc cũng đều nói đến cái lưỡi. Ta chả có nói gì xa xôi, ta cứ nhìn vào trong thực tế của đời sống. Chắc các anh chị cũng thấy ngay tầm quan trọng của cái lưỡi. Người ta dùng lưỡi, dùng miệng mình để chúc tụng Chúa, cao cả lắm. Không bao giờ các anh chị có dịp vào sống một tuần trong những đan viện chẳng hạn, thì sẽ thấy các thầy ở trong những đan viện đó đó, họ được kêu gọi là cố gắng giữ thinh lặng hết sức, chỉ nói khi rất cần thiết thôi. Có một lần tôi đi giảng tĩnh tâm cho một đan viện, cho đến bây giờ là có hai lần tôi đi giảng cho hai đan viện khác nhau. Nhưng mà lần đầu tiên thực sự là tôi rất kinh ngạc. Các thầy giữ thinh lặng tuyệt đối. Và trên hành lang đi, mình thấy có một cái ô trống. Đến lúc hỏi ra thì người ta bảo là khi nào có việc cần lắm mà bắt buộc phải nói thì đi vào trong cái ô đấy mà nói. Rồi ăn cơm cũng không có nói chuyện, nghe đọc sách. Mà cha giảng phòng thì không được ăn chung với các thầy, phải ăn riêng ở cái phòng khác. Mình ăn trưa xong thì đã nghe cất tiếng hát rồi, mới tò mò dòm ra xem sao. Thế thì hóa ra các ông ấy ăn xong rồi các ông ấy xếp hàng ngay ngắn thẳng tắp, đi từ nhà cơm về nhà ngủ, vừa đi vừa hát kinh Magnificat, linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Thánh thiện quá sức. Còn những giờ kinh thì rất nhiều. 3 giờ sáng đã dậy hát kinh rồi. Ngoài ra còn giờ kinh trưa, kinh chiều nhiều lắm. Thành thử ra cái miệng đó chủ yếu được dùng để chúc tụng Chúa. Chúc tụng Chúa. Còn nói chuyện với nhau chỉ khi nào cần thiết. Cái miệng được dùng để chúc tụng Chúa. Cho nên cái miệng nó cao cả. Rồi cái miệng và lưỡi của chúng ta cũng vậy, được dùng để rao giảng lời của Chúa. Thánh Phaolô nói làm sao? Làm sao người ta có thể tin nếu không được nghe rao giảng? Làm sao người ta có thể nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao có người rao giảng nếu không có ai được sai đi? Cho nên đối với Thánh Phaolô đó, người ta tin là nhờ nghe, mà nghe được là vì có người rao giảng lời của Chúa. Miệng lưỡi mình nó cao cả lắm, bởi vì rao giảng lời của Thiên Chúa hằng sống cơ mà. Và trong thực tế chúng ta còn thấy miệng lưỡi của một số anh chị em là phương thế để kiến tạo sự hòa giải, để gieo rắc bình an, để vun đắp hạnh phúc cho người khác, phải không?
cãi nhau dữ lắm, vậy mà Chúa ban cho có một ai đó miệng lưỡi khéo léo, người ta có thể giúp cho sự xung đột nó nhẹ đi, hòa giải với nhau. Đau khổ lắm mà Chúa ban cho một ai đó có những lời lẽ nhẹ nhàng ngọt ngào, làm cho nỗi đau của mình nó như tan biến đi, hạnh phúc trở lại. Mình đang mất bình an, có ai đó đến an ủi nâng đỡ, mình tìm được sự bình an. Cho nên cái miệng của mình nó quý lắm. Chúc tụng Chúa, giảng lời Chúa, rồi xây dựng bình an, gieo rắc hòa giải. Nhưng mà ngược lại thì cũng cái miệng này được quá thể. Quá thể. Nó có thể gây ra đủ thứ chuyện hết. Mà tội người ta phạm dễ nhất là nói hành và nói xấu nhau đó. Tội dễ phạm nhất. Các anh chị chắc chắn là còn nhớ ông Thánh Philip Neri đấy, có lần ông ấy ra việc đền tội cho một người giáo dân mà xưng tội là nói hành nói xấu đấy. Việc đền tội rất là hay, mới nghe là hấp dẫn lắm, về làm thịt con gà mà ăn cho nó thoải mái nhá. Nhưng mà cái phần thứ hai thì không có vui vẻ. Làm thịt xong thì lông gà là đi từ nhà mình ra nhà thờ, đi đến đâu thì tung lông gà ra đến đấy. Xong rồi về nhà cứ thế mà ăn cho nó vui vẻ. Nhưng sáng hôm sau thức dậy thì chịu khó đi nhặt lại cho bằng đủ lông gà. Hỏi là có nhặt nổi không? Cách nào mà nhặt nổi cho nó đủ? Mà Ngài ra việc đền tội như vậy để cho mình ý thức là lời nói hành nói xấu của mình khi đã ra khỏi miệng của mình rồi không lấy lại được. Mình đã làm mất danh dự của người ta, khó mà lấy lại được. Và nhiều khi vì mất danh dự người ta đau khổ. Đau khổ mà không có thuốc gì bác sĩ cho mà nó khỏi được hết đấy. Và trong thực tế mỗi chúng ta đều có kinh nghiệm như vậy hết à. Đều có kinh nghiệm khi mà mình bị người khác nói hành nói xấu. Và có lẽ cũng có kinh nghiệm là mình nói xấu người khác nữa. Và cái nguy hiểm nhất là mình không có trực tiếp thấy, nhưng mà mình nghe nói thôi. Rồi mình lại nói lại cho người khác, mà nó không còn trung thực nữa. Rồi mình lại, người khác đó lại kể thêm cho người khác nữa, thì nó lại càng xa nguyên bản. Và cứ như vậy, cuộc đời này người ta đau khổ vì cái miệng. Nó gieo rắc sự bất hòa, sự nghi kỵ, sự chia rẽ ngay trong đời sống gia đình. Rồi đến đời sống cộng đoàn. Tôi nói các anh chị đừng có buồn. Các anh chị cứ nhìn lại đời sống cộng đoàn giáo xứ của mình. Rồi đoàn thể mà mình tham gia mà xem. Có phải bao nhiêu lần chia rẽ chỉ vì cái miệng. Người này nói một câu, người khác kể lại mà nó không còn trung thực. Cứ như vậy, cứ như vậy. Nó tạo sự hiểu lầm ngộ nhận nhiều khi ngay giữa hai linh mục với nhau đấy chứ. Bởi vì nó khổ thế này nên lại không nói với nhau mà cứ nghe giáo dân nói. Người giáo dân này vào gặp cha sở thì bảo gớm ông cha phó này, ông nói chả chả ra cái gì. Thế là cha sở nó điên tiết lên, phó mà nó lại dám nói xấu mình. Thế rồi lại vào nói với cha phó bảo hương cha sợ ông than cha lắm. Khổ vậy. Mình nói cho nó không biết là đi tìm cái gì. Không biết là đi tìm cái gì. Mà mình không có ý thức được là hậu quả tai hại mà nó đem tới.
Và có một thứ hậu quả mà mình không ý thức nữa, đó là chính những cái xấu nó sẽ quay ngược lại cuộc đời của mình. Nhà Phật người ta diễn tả bằng cái hình ảnh rất đơn sơ. Khi chúng ta cầm một hòn đá ném xuống lòng hồ, thì lúc đầu nó chỉ là cục đá nó rơi ở đó, nó gây chấn động. Nhưng mà cái chấn động đó là nó sẽ lan ra, lan ra. Và khi nó đụng đến bờ hồ thì làm sao? Nó bắt đầu nó dội lại, nó dội lại. Cuối cùng ở giữa là lãnh đủ. Cái hậu quả mà mình không ý thức, chúng ta nói là thưởng phạt đấy. Rồi cuối cùng là mình là người lãnh nhận thôi. Cho nên chỉ cần nhìn vào thực tế, ta cũng đã thấy tầm quan trọng của cái miệng, cái lưỡi, của lời nói. Vừa cao cả mà lại rất là bi đát. Thế thì nó đâu có phải ở tự cái miệng hay là tự cái lưỡi đâu. Mà như Chúa Giêsu nói, xấu hay nó tốt là từ lòng chúng ta mà ra. Và tôi có nói với các anh, các chị nhiều lần, khi ta nói đến lời, mình phải ý thức là lời nội tâm, cái lời ở trong lòng mình, tức là tâm tư, là tư tưởng của mình, cái lời nội tâm. Cái lời nội tâm này có thể được diễn đạt qua lời nói trên môi miệng mình. Và lời nội tâm này cũng được diễn đạt bằng những ngôn ngữ không lời. Cho nên khi nói đến kềm chế miệng lưỡi đó, thì thực ra sâu xa hơn là chúng ta phải vun đắp với lời nội tâm. Phải vun đắp với lời nội tâm, tức là vun đắp chính tâm hồn của mình. Khi tâm hồn của mình bình an, tâm hồn của mình hiền hòa, tâm hồn của mình là tâm hồn của một con người biết tự chủ, của một người biết sống vị tha, khiêm tốn, thì lời nói hay là ngôn ngữ không lời, nó đều diễn đạt sự bình an, sự hiền hòa, tự chủ, vị tha. Còn khi lời nội tâm ở trong lòng ta mà nó đã mất bình an, nó không có sự hiền hòa, nó thiếu tự chủ, thì lập tức lời nói mình buông ra là những lời nóng nảy, giận, ghét, gây chia rẽ, gây oán thù, gây đau khổ. Cho nên kềm chế miệng lưỡi không cần phải đi ra mấy ông bác sĩ, nha khoa, không cần phải làm đẹp, mà là kềm chế cái lời nội tâm này, vun đắp lời nội tâm. Người ta vẫn có một câu: của cho không bằng cách cho. Có hai mặt đấy, các anh chị thấy không? Có những người có thể là trí thức và hiểu biết rất rộng, rất sâu, nhưng mà cái cách đó để truyền đạt cho người ta thì lại không ổn, cho nên nó không có hiệu quả. Còn có những người có thể người ta không có tầm mức trí thức hoặc là hiểu biết sâu rộng như vậy, nhưng mà cách người ta truyền đạt, nhờ cái tâm của người ta nó bình an, nó hiền hòa, nó tự chủ, vị tha, cho nên người khác nghe mà cảm thấy được thuyết phục. Mình đừng quên cái khía cạnh đấy. Thành thử khi Thánh Giacôbê nói về kềm chế miệng lưỡi, tôi muốn chia sẻ thêm với các anh chị suy nghĩ đó, để thấy cội nguồn nó sâu hơn. Đó là chính lời nội tâm trong lòng của ta, là chính tâm tư, tâm hồn của mình. Mình phải vun đắp từ bên trong đó. Còn trong thực tế thì lời khuyên của các nhà đạo đức á, là chớ bao giờ mà nói khi mình đang nóng giận.
Không ai trong chúng ta mà không có lúc nóng giận. Có chứ. Tôi có chứ. Giận thử thì sao giận được. Cũng có những cái tối trước khi đi ngủ xét mình thì cũng thấy có nhiều lúc mình có thái độ ứng xử hoặc là lời nói nó không được. Có chứ. Nhưng mà có điều nếu mình không tập á, thì nó sẽ không có tự chủ được. Mình sẽ phản ứng ngay lập tức. À, ai mà nói điều mà mình cảm thấy là nó không vui cái là phản ứng liền. Mà nói như tát nước vào mặt người ta thì là khó lắm. Thế thì những lúc mà các anh chị cảm thấy đang nóng giận, các nhà đạo đức khuyên chúng ta là đừng nên nói. Tốt nhất á, là đi tìm một nơi tĩnh lặng cho lòng mình nó tĩnh xuống. Một trong những cách để giúp cho mình tĩnh là lần chuỗi đấy. Tôi nói thật chứ không có nói đùa đâu. Nó rất đúng tâm lý đấy. Khi mà lần chuỗi là tay của mình nắm chàng chuỗi này. Nhà Phật gọi là thân này. Miệng là cái khẩu này. Mình không có để không mà mình Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Mà cũng chỉ có một lời đó thôi, lặp đi lặp lại một nhịp điệu. Tay của mình thì lần thường chuỗi. Mình mà lần 10 kinh cho đàng hoàng thôi, cái tâm của mình bắt đầu nó tĩnh xuống. Và khi tâm của chúng ta tĩnh, chúng ta sẽ bắt đầu có một cách nhìn và cách ứng xử khác với lúc mà ta đang nóng giận. Bảo đảm như thế. Lúc mà mình nóng giận, mình sẽ có cách ứng xử khác. Thành thử ra lời khuyên của Thánh Giacobbe rất cần đối với chúng ta nha. Thời giờ không có nhiều cho nên chắc và phải ngưng ở đây thôi. Nhưng nếu tuần sau các anh chị mà đọc thư Giacobbe thì cũng nên quan tâm đến một chủ đề nữa. Đó là sự chênh lệch giàu nghèo và thái độ của chúng ta như thế nào đối với người giàu, đối với người nghèo. Và một chủ đề nữa mà Ngài cũng nhấn mạnh khá nhiều, đó là cầu nguyện mà là trong kiên nhẫn, rất là cần cho chúng ta. Thôi trễ rồi, nhiều anh chị phải về xa nữa, chúng ta nghỉ ở đây. Vậy cái chủ đề thứ nhất trong phần này mà tôi muốn nói tới, đó là Thiên Chúa và sự khôn ngoan nhân loại. Ở đây thì xin các anh chị mở ra chương 16. Chúng ta phải cùng nhau đọc một lượt 15 câu. 15 câu quan trọng nhất, 15 câu mà các học giả Thánh Kinh coi là trung tâm điểm của cái phần châm ngôn của Salomon. Tức là chương 16 từ câu 1 cho đến câu 15. Nhưng chúng ta sẽ đọc đến câu 9 thôi. Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký tác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích riêng. Người ác được dựng nên là cho ngày tai họa. Lứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai,
người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy. Thà ích của cải mà sống công chính, hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Vâng, cảm ơn các anh chị. Thế chúng ta để ý câu đầu tiên: suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Cái câu này làm cho các anh chị liên tưởng đến câu nào trong tiếng Việt của chúng ta? Cái câu này nó tương tự với câu ở trong tiếng Việt của mình là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cái câu này theo các anh chị thì là do người Việt Nam mình hay là mình dịch ra? Mình dịch ra từ Trung Quốc đấy nhỉ? À, dịch ra từ Trung Quốc à? Dạ. Tôi thấy người Pháp người ta cũng có một câu giống lắm: l'homme propose, Dieu dispose. Giống lắm. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ngay câu đầu tiên là chúng ta thấy sách Châm Ngôn xác quyết như vậy về cái mối tương quan giữa sự khôn ngoan, tính toán, lo liệu của con người. Nhưng Thiên Chúa là đấng quyết định. Hả? Mà mình thấy nó phù hợp với lại những câu Châm Ngôn ở trong tiếng Việt, ở trong tiếng Trung Quốc, ở trong tiếng Pháp chẳng hạn. Như vậy thì có thể nói là một cách nào đó nó phản ánh cái kinh nghiệm chung của nhân loại. Và khi nói kinh nghiệm chung của nhân loại thì ở đó cũng có kinh nghiệm riêng của mỗi một người chúng ta nữa. Thế thì tiếp đó, câu 2 và câu 3 khai triển cái xác quyết nói trên. Nếu thực sự mà chúng ta xác tín rằng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên á, nếu thực sự mà chúng ta xác tín rằng suy nghĩ lo toan là việc của mình nhưng Chúa là đấng quyết định á, thì mình phải có thái độ làm sao? Hãy ký thác việc bạn làm cho Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Ở trong Tân Ước có cái câu nào tương tự như thế này? Hãy tìm kiếm Đức Thiên Chúa trước đã đó hả? Còn có một câu nữa. Câu của Thánh Phêrô: hãy quẳng gánh âu lo của anh em cho Chúa và chính Người sẽ chăm sóc anh em. Thánh Phêrô khuyên chúng ta như vậy. Nếu mà mình thực sự xác tín Thiên Chúa là đấng quyết định, thì mình sẽ ký thác cuộc đời của mình và mọi công việc của mình làm cho Chúa. Rồi tiếp đó, câu thứ 5 cho đến câu thứ 8 đó là những thái độ mà mình phải tránh và những thái độ mà mình cần phải có nếu mình thực sự xác tín như thế. Chẳng hạn câu thứ 5: đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm. Như vậy thì cái thái độ phải tránh là đừng có kiêu căng, phải khiêm tốn thôi. Rồi đến câu thứ 6 đó: nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Nhân nghĩa này, tín thành, kính sợ Chúa, đó là những điều mà sách Châm Ngôn khuyên chúng ta phải sống. Nếu thực sự mình xác tín Thiên Chúa là đấng quyết định tất cả. Câu thứ 8 lại còn mạnh hơn nữa: thà ít của cải mà sống công chính, còn hơn nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Bởi vì nhiều huê lợi mà thiếu công minh thì về lâu về dài không có bền đâu. Có thể ngay trong cuộc đời này,
Ngay trong cuộc đời này không phải chỉ là cái chuyện một lúc nào đó mà của cải huê lợi nó biến mất. Có thể của cải huê lợi nó vẫn còn, nhưng tâm hồn chúng ta chẳng một phút bình an. Cuộc sống chúng ta chẳng một phút thảnh thơi. Cho nên về lâu về dài nó không vững. Thà ít của cải mà sống công chính còn hơn là nhiều huê lợi mà thiếu công minh. Và câu thứ 9 đó là câu đúc kết, lặp lại cái chủ đề ở trên. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Thế thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị thêm một cái suy nghĩ này. Những điều mà chúng ta nói, chẳng hạn mưu sự tại nhân và thành sự tại thiên đó, nó đúc kết kinh nghiệm của nhân loại. Nhưng mà mình đang đọc Thánh Kinh mà. Mình đang đọc Thánh Kinh thì không phải chỉ là mình tiếp cận một văn bản nhân loại, mà mình tiếp cận với lời của Chúa. Và lời của Chúa mời gọi chúng ta đón nhận trong đức tin. Cái điều mà người ta có thể phần nào cảm nghiệm bằng chính kinh nghiệm đời sống của mình đó, thì ở trong lòng tin chúng ta có một cái nhìn nó rộng hơn và nó sâu hơn. Đức tin giúp cho mình khám phá ra Thiên Chúa là chủ lịch sử. Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và đặc biệt là đối với các học viên ở trong lớp Thánh Kinh như thế này, đã đọc bao nhiêu là sách Thánh Kinh rồi, đọc từ Ngũ Kinh cho đến các sách lịch sử rồi, các sách tiên tri rồi, đọc nhiều lắm rồi. Tôi nhắc lại một vài sự kiện để các anh chị thấy được cái nội dung đức tin. Ví dụ như là câu chuyện của tổ phụ Giuse. Cái câu chuyện đó có giúp cho chúng ta thấy được cái tư tưởng Thiên Chúa là chủ lịch sử không? Rất rõ. Bị anh em ghét bỏ, tính giết đi. Cuối cùng may mắn là không giết, thì lại đi bán sang Ai Cập cho làm nô lệ. Rồi đến khi đi làm nô lệ trong một gia đình nhà quan đó, thì đã làm việc cần mẫn, lại đâm ra bị bà chủ bái mê. Bà ấy quyến rũ không được thì bà ấy lại đổ tội cho. Thế là trở thành một tù nhân, coi như cuộc đời là chấm dứt rồi. Vậy mà không ngờ là từ thân phận của một tù nhân, một ngày nào đó Giuse được đưa ra khỏi tù và một phát lên làm tể tướng. Và khi ông ấy làm tể tướng thì không phải ông ấy chỉ làm cho bản thân của mình, mà là cho cả một dân tộc, để cứu giúp cả một dân tộc thoát cơn đói. Dân Ai Cập đã vậy, rồi đưa cha già và anh em là cái mầm mống của một dân tộc lớn tương lai sang bên Ai Cập. Rõ ràng khi chúng ta đọc lại câu chuyện của tổ phụ Giuse đó, là mình cảm nhận rất rõ cái điểm xác tín Thiên Chúa mới là chủ thực sự của lịch sử. Ta đọc sách lịch sử nhớ thêm một chuyện nữa. Ông vua Kiro, ông ấy ra chiếu chỉ cho dân Do Thái trong cảnh lưu đày được trở về quê hương và xây dựng lại đền thánh Jerusalem. Mà đang khi đó thì ông ấy là người ngoại giáo. Mà Thánh Kinh thì dùng cái từ là Chúa xui khiến ông ấy. Đó. Cho nên Thiên Chúa thực sự là chủ của lịch sử. Còn đối với chúng ta ngày hôm nay đó, thì biến cố quan trọng nhất là Chúa Giêsu. Là Chúa Giêsu.
Cái câu thánh kinh mà Chúa Giêsu đã từng nói tới để áp dụng cho Ngài: hòn đá người thợ xây loại bỏ sẽ trở nên tảng đá góc tường. Chúa Giêsu chính là hòn đá mà người thợ xây loại bỏ. Nhưng mà hòn đá đó trở nên đá tảng góc tường. Chúa Giêsu là đấng bị người ta treo lên thập giá, nhưng mà người lại phán: ngày nào mà con người được treo lên thì con người sẽ kéo mọi sự lên với người. Cái mầu nhiệm cứu độ nó nằm ở đấy. Ý cho nên là chúng ta không chỉ đón nhận những cái câu châm ngôn này như là cái kinh nghiệm khôn ngoan của nhân loại, mà mình được mời gọi, nhất là mình đã học thánh kinh rồi, nhớ lại những cái câu chuyện thánh kinh đó để thấy đây là cái nhìn của lòng tin. Tin vào Thiên Chúa là chủ của lịch sử. Và nếu mà tôi tin vào Thiên Chúa là chủ của lịch sử đó, thì những thái độ mà sách châm ngôn nói tới là tuyệt vời. Đó là thái độ phó thác, thái độ khiêm tốn, thái độ trung tín, thái độ sống công chính dù phải chấp nhận thiệt thòi. Đấy, rất là cụ thể. Thế đây là kinh nghiệm của nhân loại nói chung và là kinh nghiệm đức tin của nhiều nhân vật ở trong thánh kinh. Nhưng mà riêng các anh chị ở trong cuộc đời của mình á, các anh chị có cảm thấy là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên không? Càng lớn càng thấy. Chắc là bây giờ mà tôi dành giờ ra để cả lớp chia sẻ thì chắc mỗi người một câu chuyện hay lắm nhỉ. Mỗi người đều có kinh nghiệm về điều đó. Cái câu của anh hay đó, càng lớn càng thấy. Bởi vì hồi nhỏ đó thì thường là mình nghĩ là mình sẽ làm được nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn trẻ mà 20, 25 tuổi là họ nghĩ là họ sẽ thay đổi cả thế giới. Nhưng mà đến khi người ta cỡ 60 tuổi rồi thì người ta chỉ thấy may ra thì thay đổi được chính mình mà cũng không làm nổi. Cho nên tất cả chúng ta đều có cái kinh nghiệm mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Tính toán, suy tính là việc ai trong chúng ta cũng từng có kinh nghiệm hết. Nhưng mà rồi cái kết quả cuối cùng thì nó không hoàn toàn tùy thuộc mình. Chứ nếu mà nó hoàn toàn tùy thuộc mình đó, thì trong đời mình đã không có những câu giá mà. Đấy. Thế mà chúng ta thì hay giá mà. Rất hay giá mà. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi thêm một câu nữa này. Hầu như tất cả các anh chị đều nói với tôi là trong đời riêng của mình đều có kinh nghiệm rõ ràng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Có nghĩa là mình thấy cuối cùng thì Chúa mới quyết định mọi sự. Và như vậy có nghĩa là các anh chị sống phó thác cái gì? Chúa quyết định mọi sự. Mình có kinh nghiệm như vậy. Khi nhìn lại quá khứ thì như thế. Nhưng mà khi nhìn tới tương lai, dù năm nay 60-70 tuổi rồi, các anh chị có thực sự dám tin là Chúa là chủ đời của mình không? Quán tính quán nhìn. Khó hả? Nó lạ như vậy đó. Tôi cũng có kinh nghiệm y chang vậy. Nghĩa là khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình á, mình thấy rõ ràng là Chúa dẫn mình từng bước như thế này, như thế này. Nhưng mà rồi khi nhìn tới tương lai đó, mình vẫn không dám phó thác. Xin lỗi các anh chị, mở ngoặc một cái. Ở trong tiếng Anh đó, người ta dùng cái từ surrender. Nếu mà mình dịch sát ra đó là đầu hàng.
Người ta dùng cái từ đầu hàng để diễn tả cái thái độ của chúng ta với Chúa. Một thái độ phó thác. Một đằng thì mình nhìn về quá khứ, rõ ràng mình thấy là Chúa dẫn mình từng bước. Vậy mà nhìn tới tương lai vẫn không dám phó thác. Rất lạ lùng. Cho nên thế mới hiểu con người là một mầu nhiệm. Mình cứ nói với Chúa Trời Ba Ngôi là mầu nhiệm, chứ còn chính mình là một mầu nhiệm. Khó hiểu lắm. Mà người ta nói là phụ nữ là còn mầu nhiệm hơn đàn ông. Tôi nói à? Không, người ta viết ở trên sách đàng hoàng chứ. Thành thử ra chúng ta chia sẻ với nhau những suy nghĩ này để khi đọc sách Châm Ngôn á, mình không có cái cảm thấy là đây là những cái lời lẽ đâu nó xa xăm, không có, nó rất gần gũi với kinh nghiệm sống của mình. Như thế thì lúc nào mà trong lòng mà bán tín bán nghi, lúc nào mà trong lòng cảm thấy nó cứ chao đảo, chịu khó mở lại Châm Ngôn chương 16, đọc một loạt từ câu 1 cho đến câu 9 nhé. Nhiều khi mình đọc luôn một lúc cả cuốn sách hay là nửa cuốn sách thế này, mình đọc thoáng qua. Ở cuối bài viết tôi có dặn các anh chị á, tốt nhất á là có khi tập trung vào một đoạn ngắn thôi. Và không chỉ đọc, nhưng mà rồi thì khi đọc xong nó đối chiếu lại với kinh nghiệm đời sống của mình. Chẳng có giống vậy không? Thì lúc đấy ta sẽ thấy là sách Châm Ngôn có ích cho mình lắm. Cũng giống như là bao nhiêu trang thánh kinh khác. Đây lời khuyên khôn ngoan. Đấy là một chủ đề muốn chia sẻ với các anh chị. Bây giờ cái chủ đề thứ hai mà tôi muốn nói tới cũng rất là gần gũi với cuộc sống đời thường của chúng ta. Đó là lời nói. Dân Do Thái ở vùng cận đông cũng giống như là nhiều dân tộc khác ở trong vùng đó, chẳng hạn như là dân Babylon. Trong văn chương khôn ngoan của họ, họ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lời nói nhiều lắm. Và tôi nghĩ Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam mình có những câu rất hay về lời nói, chẳng hạn 4 lưỡi 7 lần á. Thế thì tốt quá rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói quan trọng lắm. Và trong lịch sử của nhân loại cũng như lịch sử của giáo hội chúng ta có những khuôn mặt nổi bật về cái tài ăn nói đó, về cái khả năng nói mà có thể thuyết phục được người ta, mà có thể hướng dẫn người ta bước đi trên đường chân lý, mà có thể xoay chuyển trái tim con người. Chẳng hạn như là Thánh Gioan Kim Khẩu. Ngài được đặt cái tên là Miệng Vàng. Rồi ở trong lịch sử nhân loại thì cũng có nhiều khuôn mặt nổi tiếng về cái tài ăn nói. Nhưng mà ở đây chúng ta không nói đến cái tài đó theo cái nghĩa là hùng biện, mà ta muốn nói đến tầm quan trọng của lời nói trong cuộc sống làm người của mình một cách tổng quát. Thế thì lúc nãy tôi có nói với các anh chị là sách Châm Ngôn không có trình bày theo từng chủ đề, cho nên chúng ta phải chắt lọc thôi. Thì ở đây tôi chắt lọc một số câu, chẳng hạn ta mở chương 18 ra, rồi ta đọc cả hai câu 6 và câu 7 thì sẽ thấy. Môi người ngu gây ra tranh cãi, miệng của nó khiến nó chịu đòn. Miệng kẻ ngu làm cho nó tàn tạ, môi của nó là cạm bẫy cho mình.
Cho nên cái lưỡi, môi, miệng là một cái hình ảnh nó diễn tả về lời nói. Sẽ châm ngôn nói đến lời của những người ngu xuẩn, nó chỉ đem đến tai họa cho mình, nào là gây tranh cãi rồi thì bắt mình phải chịu đòn, rồi trở thành cạm bẫy cho mình, rồi làm cho đời mình tàn tạ đi. Ta lấy tiếp ở cái câu 13 đó. Chương 18 nhưng mà ở dưới câu 13 đó, thì sách châm ngôn viết là kẻ chưa nghe đã vội cãi sẽ chịu tiếng nhục nhã ngu si. Cái này có đúng không nhỉ? Đúng quá. Mà nhiều khi mình nóng lên mình cũng rơi vào cái tình trạng này, người ta chưa nói gì, mình chưa nghe gì cả nhưng mà đã cãi. Mình tự đặt mình vào một cái tình trạng rất là khó xử. Rồi xuống dưới một tí nữa câu 21 đó. Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó sẽ lãnh nhận hậu quả. Tôi không nghĩ là hậu quả mà là hiệu quả. Hậu quả thường được hiểu theo nghĩa xấu, bằng còn cái hiệu quả thì mới hiểu nghĩa tích cực. Cho nên sống hay chết là đều do cái lưỡi hết. Đấy là ta nói về cái mặt tiêu cực. Sách châm ngôn dùng cái từ là người ngu, nhưng mà đây mình hiểu là những lời nói mà nó thiếu khôn ngoan đó, nó có thể dẫn đến những hậu quả thật là tai hại. Nhưng mà ngược lại, lời nói đúng là sống hay chết đều do cái lưỡi. Lời nói lại có một sức mạnh và có một năng lực đặc biệt nếu lời nói đó là lời của những người khôn ngoan. Chẳng hạn như là ta mở ngược lại ở chương 15. Thế nếu mà chúng ta lấy ở chương 15 mà câu 32 á, thì ta sẽ gặp sách châm ngôn dạy như thế này: bỏ lời nghiêm huấn là coi rẻ chính mình, nghe lời sửa dạy là sắm lấy hiểu biết. Điều này xem ra nó không phù hợp với cách sống của nhiều người. Bởi vì cách sống của chúng ta thường là cứ ai mà nói những lời được gọi là nghiêm huấn là thôi mình dẹp sang bên, mình nghe những cái lời cho nó vui tai cơ. Chứ còn những lời mà sửa dạy là mình không muốn nghe. Còn sách châm ngôn thì dạy mình rằng nếu mà bỏ những lời nghiêm huấn là tự coi rẻ bản thân. Ngược lại, nếu mà mình biết đón nhận những cái lời sửa dạy đó thì là mình mua lấy sự hiểu biết. Một thái độ khác lắm. Bởi vì những lời đó thay đổi cuộc sống chúng ta. Thế rồi nếu ta mở ngược lại nữa, vẫn ở trong phần châm ngôn của Salomon thôi, chương 12, câu 1, ngay câu đầu tiên: yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, ghét lời sửa dạy là dại dột ngu si. Tôi có một cái kinh nghiệm này khi đi dạy học cho sinh viên này. Ở đây lớp thì tôi không có thể nào mà áp dụng cái chuyện đó được, bởi vì lớp của chúng ta theo cái phương pháp là học bằng cách chia sẻ. Còn trong những lớp học bình thường, ví dụ ở bên Đại Chủng Viện, một cái kinh nghiệm rất là rõ khi tôi là sinh viên và bây giờ là thầy chẳng hạn. Cái việc mà sửa bài là quan trọng. Cái tâm lý tự nhiên của sinh viên là không muốn làm bài, chỉ muốn chơi. Nó khỏe, phải không? Đúng vậy. Nhưng mà thực sự là ông thầy nào mà bắt làm bài á, rồi thì ông ấy sửa cho mình thì mình mới tiến được. Thấy rất rõ.
và sửa rất kỹ đó, thì mình càng tiến. Cho nên là các cha ở đây cứ nhớ cái thời đi học ở chủng viện, nhất là tiểu chủng viện rồi lên đại chủng viện, nhiều cha giáo phê những câu đau đớn lắm. Viết bài làm sao cũng phê ngay là như thế này thì giáo hội đi về đâu. Viết bài xong ông phê và như thế này thì làm linh mục làm sao được. Những câu đau đớn lắm, nhưng mà để đời, để cho mà nhớ. Và ông chỉ rất rõ là nó sai ở chỗ nào. Viết như thế này, lập luận như thế này, chẳng ra đâu vào đâu cả. Đó là cái kinh nghiệm bản thân tôi thấy như vậy đó. Kinh nghiệm mà khi mình đi học cũng như khi mình dạy học. Thế cho nên những câu ở sách Châm Ngôn đây này, yêu lời nghiêm huấn là yêu trí thức, rất đúng vô cùng. Mà ghét lời sửa dạy thì chỉ có dại dột ngu si thôi. Thế nếu các anh chị đọc xuống dưới câu 18 đó thì sẽ thấy một giá trị khác của lời nói. Cũng chương 12 câu 18: lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm, miệng lưỡi khôn ngoan lại chữa trị cho lành. Thực sự như vậy, bản thân chúng ta đã chịu, và cũng có thể những lúc mình nóng nảy, mình đã nói ra những lời khác nào gươm đâm vào trái tim người khác. Rồi bản thân chúng ta cũng có kinh nghiệm rằng có những khi mà mình đau buồn, mình thất vọng, mình chán nản. Vậy mà có ai đó với lời nói như thế nào đó chữa lành tâm hồn mình, giúp cho mình vượt qua sự chán nản, thất vọng, giúp cho mình biết tha thứ, biết yêu thương. Cho nên lời nói có giá trị chữa lành. Nếu như thế thì sách Châm Ngôn khuyên chúng ta phải làm sao? Ngay ở trang đó, chương 13, câu 3: giữ mồm giữ miệng là bảo toàn mạng sống, húa môi múa mép ắt sẽ phải thiệt thân. Không biết thì dựa cột mà nghe. Việt Nam mình nói vậy. Nó lại khổ cái thế này này. Mỗi một người đều có cái nhu cầu tự khẳng định bản thân. Mà đôi khi mình không có khả năng, nhưng mà mình lại cứ muốn khẳng định bản thân. Thành thử ra mình nói bừa. Không biết mà vẫn cứ nói như thể là tao biết lắm. Chuyện đó là chúng ta gặp hàng ngày. Còn cái người mà người ta có năng lực thực sự đó thì người ta không cần. Người ta khẳng định chính mình bằng cái sự hiểu biết người ta có. Đấy là một lời khuyên rất cụ thể và tương tự như vậy. Bởi vì nó cứ rải rác đó mà. Ở chương 17, câu cuối cùng của chương là câu 28. Sách Châm Ngôn viết thế này: nếu biết giữ thinh lặng, kẻ ngu cũng được kể là người khôn ngoan. Nếu biết ngậm môi thì kẻ đó được coi là người thông hiểu. Cho nên sự thinh lặng có giá trị của nó. Mà cuộc sống hôm nay ồn ào quá, nhiều khi chúng ta giữ thinh lặng không có dễ chút nào. Tôi nhớ cái hồi mình ở tiểu chủng viện. Khi mà mới vào chủng viện thì một trong cái khổ nhất là đi đâu cũng gặp cái từ tiếng Latin là silencium, có nghĩa là thinh lặng. Mình còn nhỏ mà đang nói chuyện vui vẻ nên mà bước chân lên cầu thang đã nhìn thấy cái bảng im lặng. Bước chân vào phòng ngủ cũng lại im lặng. Xin lỗi, bước chân vào cái phòng vệ sinh cũng im lặng. Rất là khó chịu. Nhưng mà dần dần nó tập cho mình một cái thói quen.
Và vào mùa hè đó, khi mà các phụ huynh của các chúng sinh được các cha giáo mời đến 3 ngày tĩnh tâm để nói về vấn đề cộng tác với chủng viện trong việc đào tạo con cái, thì đối với họ cái cực hình là cái giữ thinh lặng, không giữ nổi. Nhiều lần mình đi giảng tĩnh tâm, giảng xong thì chỉ mời anh chị em vài phút thinh lặng thôi, thì xem ra cũng chỉ được có phút đầu, phút thứ hai là bắt đầu hò, đến phút thứ ba thì đã khua chân khua dép lung tung ở dưới. Khó lắm. Nếu các anh chị muốn có một bản đúc kết về lời nói đó, thì tôi khuyên các anh chị lấy sách của Thánh Giacobbe. Này, chúng ta phải mở phần Tân Ước ra, nó nằm ở sau các thư của Phaolô. Thư cuối cùng của Phaolô là thư Do Thái, sau đó là đến thư của Thánh Giacobbe. Thánh Giacobbe viết về lời nói hay lắm. Ở chương 3, chúng ta có thể đọc từ cái câu 2b, tức là chỗ xuống dòng đó. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng hãy nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cánh lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta, nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Thật thế, mọi loài thú vật và chim chóc, loài bò sát và cá biển, thì loài người đều có thể chế ngự và đã chế ngự được. Nhưng cái lưỡi thì không ai chế ngự được. Nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là cha chúng ta. Ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa. Từ cùng một cái miệng phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được. Các anh chị thấy không? Thánh Giacobbe viết rất hay nhé. Ngài viết rất là hình tượng. Ngài dùng cái hình tượng là hàm thiếc đối với con ngựa này, rồi cái bánh lái đối với con tàu này, rồi một ngọn lửa thiêu cả đám rừng. Ngài viết rất là hình tượng. Và những hình tượng đó giúp cho mình thấy tầm quan trọng của cái lưỡi nó như thế nào. Tôi muốn chia sẻ thêm một cái suy nghĩ này. Thực sự ra khi chúng ta nói đến lời nói, thì ta cần phải trở về cái nguồn của nó. Tôi gọi là lời nội tâm. Lời nội tâm tức là tất cả thế giới bên trong của mỗi chúng ta này. Những tâm tư, tình cảm, những suy nghĩ, ước mơ, những dự định, tính toán của mình, tất cả
nó là cái thế giới ở bên trong chúng ta. Và những suy nghĩ, những tâm tư, những tình cảm này nó vô hình, không ai thấy được. Anh các chị ngồi gần nhau mà có biết là người bên cạnh đang nghĩ gì không? Sao nghĩ được? Thế cho nên mới có cái chuyện là đồng sàng mà dị mộng. Thế cho nên mới có cái câu là sông sâu còn có thể dò, phải không? Mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Cái thế giới bên trong này này, những tâm tư, những tình cảm của chúng ta nó vô hình, không ai thấy hết đó. Tôi gọi là cái lời nội tâm. Và cái lời nội tâm này nó được diễn đạt ra bên ngoài bằng hai cách. Cách thứ nhất là lời nói của mình. Và cách thứ hai là điều mà chúng ta vẫn quen gọi ngôn ngữ không lời. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái tâm tư suy nghĩ của tôi. Tôi dùng lời nói để diễn đạt cái ước mơ và dự định của tôi. Nhưng mà đồng thời tôi cũng diễn đạt cái tâm tư tình cảm của mình bằng thứ ngôn ngữ không lời, bằng những cử chỉ, bằng những hành động, bằng những thái độ. Vui vẻ thì khác, buồn phiền thì khác, giận dữ thì khác, tha thứ thì khác. Không cần nói gì hết, chỉ cần nhìn vào mặt biết liền. Ngôn ngữ không lời. Tôi muốn đưa lại cái cội nguồn này để nói cái gì? Để nói là nếu chúng ta muốn vun trồng lời nói đấy á, thì vấn đề không chỉ là tập cái khả năng hùng biện ăn nói cho nó khéo léo. Cái quan trọng nhất là vun trồng con người bên trong của mình đây này. Vun trồng cái thế giới bên trong của mình đây này. Nếu mình có một trái tim hiền hòa và khiêm tốn, thì sự hiền hòa và khiêm tốn đó nó sẽ lộ ra trong lời nói và trong cả những cách ứng xử không lời của mình. Còn nếu mà mình kiêu căng tự mãn thì nó cũng lộ ra trong cách ứng xử của mình thôi, trong cách ăn nói của mình thôi. Nếu mình tích lũy cái con người bên trong của mình, tích lũy khả năng trí thức, khả năng hiểu biết bằng cách lắng nghe, bằng cách quan sát, bằng cách đọc sách, bằng cách học hỏi, thì mình có khả năng để thể hiện sự khôn ngoan đó trong lời nói. Còn nếu mình không vun trồng con người bên trong thì lấy gì mà thể hiện? Lấy gì mà thể hiện? Cho nên điều quan trọng là con người bên trong của chúng ta là thế giới bên trong của mình. Còn nếu mà mình không vun trồng con người bên trong này này, mà chỉ có lo vun trồng cái gọi là khả năng ăn nói cho nó hấp dẫn á, mà tâm hồn thì toàn những ý tưởng xấu, những tính toán độc địa hại người, thì khi đó nói hay lắm, nhưng là để làm hại người ta chứ không phải là để đem ích lợi đến cho người ta. Cho nên đọc sách châm ngôn với những lời khuyên về lời nói, tôi không muốn các anh chị chỉ dừng lại ở bình diện này. Đây nó chỉ là sự thể hiện ra bên ngoài, mà tôi muốn đưa các anh chị trở về cội nguồn của nó, là thế giới nội tâm của mỗi chúng ta. Cần phải vun trồng thế giới bên trong. Và ta càng vun trồng thế giới bên trong theo sự hướng dẫn của lời Chúa bao nhiêu, thì mình càng có khả năng sử dụng lời nói để chữa lành tâm hồn người khác, để củng cố đức tin cho người khác, để mang lại sự bình an cho người khác. Có nghĩa là đem những gì tích cực nhất qua lời nói của mình.
Thế thì vừa đúng lúc chúng ta kết thúc cái phần trong sách Châm Ngôn. Tôi không có viết ở đây, nhưng mà hy vọng các anh chị nhớ là tuần tới đi đọc sách gì? Sách Gióp, một cuốn sách rất hay nha. Chịu khó đọc kỹ một chút, chia sẻ với nhau trong nhóm những kinh nghiệm đời sống của mình khi mình đọc sách Gióp. Đừng chỉ đọc một cách lý thuyết, nhưng mà đọc rồi thì nhìn lại cuộc đời của mình xem diễn ra cái gì, có giống hay không, cái thái độ như thế nào thì sẽ tốt hơn cho chúng ta. Thứ nhất là có 3 câu chuyện kể về lòng trung thành. Câu chuyện thứ nhất là ở trong chương thứ nhất. Có một thử thách về thực phẩm. Các anh chị chắc là nhớ câu chuyện đó rồi nhé. Đâu có cần nhắc lại làm gì mất thời giờ, phải không? Đó, chúng ta đều biết rồi. Tức là câu chuyện này ở những câu đầu đó thì giới thiệu cho mình về Daniel và các bạn của ngài. Được đưa vào trong triều đình của ông vua Nabucodonosor và được huấn luyện ở trong triều đình. Nhưng mà trong thời gian huấn luyện ở triều đình đó thì họ phải ăn uống những thức ăn, thức uống mà nhà vua ban cho. Và nhà vua này là nhà vua ngoại giáo. Thành thử ra những thức ăn, thức uống nhà vua ban cho đó thì theo luật Do Thái lại là thức ăn ô uế. Thực sự ra mình ngày nay đọc Thánh Kinh nữa là mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa của thời đại đó. Chứ nếu không là mình sẽ lấy làm lạ lắm. Chẳng hạn là không ăn thịt heo mà ta thì ăn kịch liệt. Mình thì thịt heo là chính chứ còn ăn gì nữa hả? Còn họ thì ăn thịt heo không được là bởi vì ô uế. Còn nếu mà ta sang Ấn Độ mà ta ăn thịt bò thì lại kẹt. Cho nên mình phải đặt mình vào trong cái bối cảnh văn hóa. Và điều mà tôi muốn các anh chị quan tâm khi đọc câu chuyện này này là ở chỗ này đây. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ta nhớ lại coi cái ý niệm về sạch và dơ hay là ô uế. Sạch và dơ, thanh khiết và ô uế là ý niệm rất rất quan trọng. Rất quan trọng. Đến cả thời của Chúa Giêsu, cái sự phân biệt giữa sạch và dơ này cũng quan trọng. Cho nên ta đọc Phúc Âm mới thấy là những người Pharisêu người ta bảo rằng là phải rửa tay trước khi ăn, rồi thì rửa bình bằng đồng gì đó, rửa đĩa, rửa chén gì đó. Nó không chỉ là vấn đề vệ sinh mà nó hàm ở trong đó một ý niệm sạch và dơ về mặt tôn giáo. Bởi vì Thiên Chúa là đấng tuyệt đối thanh sạch. Bây giờ mình làm những chuyện như thế thì bị coi là ô uế. Ý niệm sạch và dơ rất quan trọng trong Cựu Ước. Ghi nhớ trong đầu cái điều đó khi mà đọc những bản văn Thánh Kinh. Thành thử ra ở đây đó, Daniel và các bạn được nhà vua ban cho những thực phẩm của nhà vua. Cứ bình thường mà nói thì sung sướng quá. Nhưng mà đằng này thì không. Bị coi là ô uế, thành thử ra họ mới xin là không dùng những thực phẩm đấy. Và kết quả là như thế này. Sức khỏe không những không kém đi mà lại tăng lên, phải không? Sự thông minh không những không kém đi mà lại tăng lên. Cho nên câu chuyện này nhấn mạnh đến cái thử thách về việc trung thành với lề luật, mà cụ thể nhất là sử dụng những thức ăn ô uế. Và khi họ trung thành với lề luật như vậy đó thì Thiên Chúa gìn giữ họ. Đến câu chuyện thứ hai, không có ở trong chương 2 mà là ở chương 3. Câu chuyện này cũng nổi tiếng lắm này. Đó là chuyện kể về lò lửa. Nhưng mà điều tôi muốn các anh chị quan tâm đó, chịu khó mở sách ra chương 3.
Không biết là trong các nhóm có chia sẻ điều này không? Tôi không biết. Nhưng mà để ý dùng tôi cái chương 3. Câu thứ 4 cho đến câu thứ 6. Người đọc lệnh hô to, lệnh cho các ngươi, hỡi mọi người thuộc mọi dân tộc, giống nòi và ngôn ngữ, khi nghe tiếng tù bà, tiếng sáo, tiếng đàn dây, đàn sắt, đàn cầm, tiếng kèn và đủ thứ nhạc cụ, các ngươi phải sấp mình thờ lại pho tượng vàng vua Nabucodonosor đã dựng. Kẻ nào không sấp mình thờ lại thì tức khắc sẽ bị ném vào đống lửa đang cháy phừng phực. Tức là lệnh của nhà vua, lệnh thờ tượng vàng. Bây giờ chúng ta đối chiếu cái lệnh thờ tượng vàng này với 10 điều răn trong sách Xuất Hành. Anh chị học rồi, nhớ lại coi, có cái điều răn nào cấm gió, cấm tạc tượng, phải không? Cấm tạc tượng. Nếu mà ta mở lại sách Xuất Hành đọc thì sẽ thấy nó rõ hơn. Các ngươi không được tạc bất cứ tượng nào hình thù trên trời, dưới đất, dưới biển. Đấy. Và khi ta đối chiếu như vậy đó thì ta mới hiểu được cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của ông vua ở đây và lề luật của Thiên Chúa. Thế thì có thể các anh chị sẽ đặt câu hỏi với tôi, bảo vậy sao tại trong nhà thờ Công giáo của mình xong mà lắm tượng vậy? Đã có những anh chị em đặt như vậy rồi. Tại sao vậy? Đây cũng là câu hỏi mà anh em Tin Lành người ta hay đặt ra để người ta phê phán Công giáo lắm ấy nhá. Vâng, tôi thấy các anh chị nói thế là các anh chị nắm vấn đề rồi. Đấy. Thiên Chúa là đấng vô hình, nhưng nơi Đức Giêsu Kitô thì đấng vô hình trở nên hữu hình. Có một khuôn mặt nhân loại. Có một khuôn mặt nhân loại rõ ràng. Chỉ tiếc là lúc bây giờ mình chưa có máy chụp ảnh để mà mình chụp xem là Chúa Giêsu đẹp trai dường nào. Chắc là phải đẹp chứ còn gì nữa. Chúa thánh thiện như vậy, mình không có máy ảnh để mà chụp Chúa với lại chụp Đức Mẹ. Hơi tiếc cái đó. Nhưng chỉ biết chắc một điều là Thiên Chúa đã trở nên hữu hình và có một khuôn mặt nhân loại. Và vì thế khi tôi tạc tượng Chúa Giêsu thì tôi được phép. Cũng như là tượng Đức Mẹ và các thánh, tôi được phép. Phải không? Đó. Điểm thứ hai nữa là tôi không coi tượng đó là chính Chúa. Mà như ở trong lời cầu nguyện của linh mục khi mà làm phép ảnh tượng đó, lạy Chúa, Chúa không chê bác việc tạc vẽ tượng ảnh các thánh, để mỗi một lần con mắt thể xác chúng con chiêm ngưỡng ảnh tượng thì con mắt ký ức của chúng con suy niệm về hành vi và đời sống thánh thiện của các đấng mà bắt chước. Con mắt xác thịt tôi chiêm ngắm ảnh tượng, nhưng mà con mắt ký ức tôi suy niệm về đời sống thánh thiện của các đấng để tôi bắt chước. Lý do nó nằm ở đấy. Thế nhưng ở đây ta quay trở lại chỗ này để thấy cái sự đối kháng rất mạnh giữa lệnh của một ông vua trần thế và lề luật mà Thiên Chúa đã ban cho dân của người. Thế thì lúc bấy giờ các bạn của tiên tri Daniel đã không chấp nhận làm theo lệnh nhà vua. Chính vì vậy mà họ bị ném vào lò lửa, và họ sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, mọi đau khổ, kể cả cái chết, để trung thành với lề luật, trung thành với Chúa. Mà cuối cùng thì kết quả là rất tốt, phải không? Thế thì cái bài thánh ca của Azaria trong lò lửa đó
Đó là bài thánh ca được sử dụng khá nhiều trong phụng vụ. Các anh chị đã đọc thì chắc là biết rồi. Tôi chỉ lưu ý một điều. Trong cuốn sách thánh mà các anh chị và tôi cùng sử dụng đây này, thì cái phần thánh ca đó là người ta in chữ nghiêng, và người ta đánh số mà lại thêm dấu cộng. Người ta đánh số thêm dấu cộng. Và khi hết cái bài đó rồi đó, hết cái bài thánh ca đó rồi, thì người ta lại trở lại cái số 24. Đang khi đó có nhiều bản sách thánh ở trên thế giới là người ta đánh liên tục. Chính vì thế chẳng hạn ở trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị, mà các anh chị thấy có thể có lúc mà tôi trích dẫn những cái câu mà nó tới câu 80 mấy, câu 98 chẳng hạn đó, thì các anh chị hiểu dùm cho nhé. Chứ nếu không ở sau tra kiếm ở đâu mà nó ra tận những câu 98. Nó có lý của nó cả. Đó là câu chuyện thứ hai, câu chuyện về lò lửa. Đến câu chuyện thứ ba là ở tận chương 6 cơ. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Cái này nó cũng phát xuất từ sự ghen tị của các quan chức ở trong triều đối với Daniel. Cái lòng ghen tị là một, không biết gọi là cái gì nhỉ, là một cái lực rất mạnh ở trong tâm hồn của con người, và nó dẫn đến nhiều tội ác. Ngay trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta cũng có như vậy. Ngay trong những trang đầu của Thánh Kinh, ta đã thấy nói đến chuyện Ca-in và A-ben. Và khi ta đọc sách Thánh thì ta thấy rất nhiều lần cái sự ghen tị đó nó tác động như thế nào trong đời sống của người ta. Thì ngay ở nơi chúng ta cũng thế thôi. Có điều mình xin Chúa giúp cho mình ý thức để mình vượt qua. Cái câu mà tôi xin các anh chị quan tâm hơn một chút đó là câu 8 và câu 9. Bởi vì đọc thoáng qua nhiều khi ta không quan tâm đâu. Câu 8 nhé. Tất cả các vị tể tướng của vương quốc, các thủ lãnh, thống đốc, cận thần và tổng trấn đều nhất trí thảo ra sắc chỉ và xin đức vua phê chuẩn lệnh cấm sau đây. Trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Đấy, cái câu đó. Thế các anh chị đọc thì có ai để ý câu nào? Để ý thì làm sao? À, để ý ở điểm nào? Ông vua là trên hết. Lệnh của vua là trên hết. Ở trong câu chuyện trước đó đó thì ta nghe nói về tượng, phải không? Còn ở trong câu chuyện này đó thì về đức vua. Đức vua thì là người hay là thần thánh? Ông ấy cũng là người thôi. Nhưng mà ở chỗ này này, khi ông ấy ra sắc chỉ, ông ấy ra lệnh rằng trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Khi ông ấy ra cái lệnh như vậy thì hàm nghĩa là ông ấy đã tự biến mình thành thần thánh. Đó, thần thánh hóa. Thần thánh hóa. Đây chính là điểm mấu chốt. Có một điều lạ lắm nha. Đọc lại lịch sử thế giới ta sẽ thấy. Trong những chế độ độc tài và vô thần, khi người ta phủ nhận Thiên Chúa, khi người ta gạt bỏ Thiên Chúa ra một bên, thì thường là người ta có khuynh hướng để thần thánh hóa một con người nào đó mà lấp vào cái chỗ trống. Đấy, cứ đọc lịch sử thế giới thì sẽ thấy. Nhưng mà làm sao thần thánh hóa được? Làm sao có con người nào là Thiên Chúa được? Làm sao có con người nào là tuyệt đối?
Nhưng mà phải lấp vào cái chỗ trống đó. Tự lòng con người, tự chiều sâu thâm thẳm của con người, Chúa đã đặt vào đó một khát vọng tuyệt đối. Và khát vọng đó chỉ được lấp đầy bởi Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa, lòng con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi nào được nghỉ yên trong Chúa. Thánh Augustino đã viết đến cái kinh nghiệm của bản thân Ngài, mà cũng là cái cảm nghiệm của mỗi chúng ta. Thế bây giờ người ta dẹp bỏ tuyệt đối đi, dẹp bỏ Thiên Chúa đi, thì người ta lại phải tìm cách để dựng lên một cái tượng khác, thần thánh hóa con người. Tôi xin các anh chị lưu ý điều đó, để thấy được rằng không phải ngày hôm nay, mà cách đây hơn 20 thế kỷ rồi, đã có chuyện này rồi. Ngày hôm nay ta có thấy thì cũng không phải là chuyện gì mới lạ, nó vẫn xảy ra thôi. Thế thì làm sao mà Daniel chấp nhận chuyện đó được? Cho nên sách Thánh mới kể lại là mỗi ngày 3 lần ông vẫn quỳ gối cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa, y như là ông đã làm từ trước đến nay. Thế là mấy ông kia điên lên và tìm cách để tố cáo. Daniel bị ném vào hầm sư tử. Nhưng kết quả thế nào thì chúng ta biết rồi. Chúa gìn giữ Daniel bình an, khỏe mạnh, không sao cả. Và những người tố cáo Daniel thì sau đó lại phải chịu hình phạt. Cho nên ở trong phần thứ nhất ấy, tôi chia ra làm 2 loại. Thì loại thứ nhất là những câu chuyện kể về sự trung thành với lề luật. Loại thứ hai, đó là những chuyện kể về sự khôn ngoan của Daniel. Chuyện đầu tiên trong loại này ở chương thứ 2. Daniel giải mộng cho nhà vua. Các anh chị đều biết câu chuyện này rồi. Nhà vua ông ấy có một giấc mộng và ông ấy hỏi các thầy pháp sư để giải thích. Nhưng mà cái ông vua thì ông cắc cớ lắm. Có phải không? Ông cắc cớ ở chỗ nào? Ông ấy không cho người ta biết, ông ấy chiêm bao, ông ấy mơ mộng, làm sao thì người ta giải thích được. Ông ấy mà có gọi chúng ta vào thì mình cũng chết thôi. Giả như ông ấy kể cái giấc mơ của ông ấy thì mình còn đoán ra, mình giải thích kiểu này kiểu khác nghe cho nó vui tai. Đằng này lại không chịu nói. Thành thử ra ở câu 9 câu 10 thì thấy kể là ông ấy phán, nếu các ngươi không cho ta biết được giấc chiêm bao thì tất cả các ngươi sẽ chịu chung một án lệnh. Thế rồi những nhà chiêm tinh mới đáp lại là không có người nào ở trên mặt đất này có thể tỏ bề chuyện của nhà vua, bởi vì không có vị vua nào dù cao cả quyền uy mấy đi nữa lại đem một chuyện như thế ra mà hỏi nhà phù thủy, pháp sư và nhà chiêm tinh. Ông vua này kỳ cục thật đấy. Nhưng chính ở đó, chính câu chuyện với một bối cảnh như thế mới làm nổi bật lên sự khôn ngoan của Daniel. Chứ còn nếu mà ông ấy kể sẵn ra rồi mà chỉ giải thích ấy, thì có thể các thầy pháp sư sẽ bảo là giải thích như vậy cũng được, nhưng mà tôi có thể giải thích cách khác. Còn đằng này ông ấy không chịu nói đi giấc chiêm bao đó. Nhưng Daniel vẫn biết được và giải thích cho ông ta hiểu về nội dung giấc chiêm bao đó. Và nhờ đó mà nhà vua nhìn nhận sự siêu việt của Thiên Chúa mà Daniel tôn thờ. Cho nên cái phần cuối của câu chuyện này đối với chúng ta là quan trọng này. Tức là vẫn ở chương 2 nhưng mà câu 46 đó. Vua tuyên xưng lòng tin đó. Bấy giờ vua Nabucodonosor sấp mình phủ phục trước mặt ông Daniel, rồi truyền dâng lễ phẩm và hương thơm cho ông. Đáp lời ông Daniel, vua nói:
Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần, là Chúa tể các vua và là đấng mặc khải những điều bí ẩn. Nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Tới đó được rồi. Các anh chị có để ý cái chi tiết đó, là nhà vua sắp mình phủ phục trước mặt Daniel, rồi truyền là dâng lễ phẩm này và hương thơm cho ông. Các anh chị có để ý cái chi tiết là sắp mình phủ phục ông? Như vậy nghĩa làm sao? Nghĩa là ông ấy coi Daniel như là thần thánh vậy. Như là thần thánh vậy. Thánh Luca kể chuyện là Chúa Giêsu làm phép lạ chữa lành cho 10 người phong cùi, mà trong đó chỉ có một người trở lại để tạ ơn Chúa thôi. Và khi anh ta trở lại tạ ơn Chúa thì anh ta làm sao? Anh ta sấp mình. Đấy, anh ta sấp mình. Một cử chỉ nó bộc lộ sự tôn thờ phát xuất từ đức tin. Thế cho nên câu chuyện đó không chỉ là về lòng biết ơn, mà câu chuyện đó Luca kể lại nó có một ý nghĩa sâu hơn. 10 người bị bệnh, tất cả đều được khỏi, nhưng chỉ có một người được cứu độ. Đấy, chỉ có một người được cứu độ, tức là cái người mà quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa. Cho nên không cứ gì mà chúng ta được phép lạ khỏi bệnh mà mình đã được cứu độ đâu nhé. Ta thì ta hay vin vào cái chuyện phép lạ bên ngoài khỏi bệnh, mà ta quên mất rằng là nếu mình không khám phá ra tình yêu của Chúa để mình đáp lại, chưa hẳn là mình được cứu đâu nhé. Ở đây cũng vậy, tôi muốn các anh chị để ý những chi tiết rất là nhỏ, nhưng mà nhiều khi mình đọc lướt qua cái để biết cốt truyện thôi thì mình không quan tâm những chi tiết đó. Sau câu chuyện Daniel giải mộng cho nhà vua, ta lại có một câu chuyện khác thuộc loại khôn ngoan này, đó là ở chương thứ 4. Đúng hơn là nó bắt đầu từ cuối chương 3. Cuối chương 3 ở trong sách thánh của các anh chị đó là câu 31, nhưng mà trong văn bản mà tôi gửi cho các anh chị là câu 98, thì lúc nãy tôi giải thích rồi. Đó. Ở đây là nhà vua Nabucodonosor có một thị kiến về một cái cây vĩ đại. Vĩ đại đến độ mà ngọn cây chạm tới trời và ở tận cùng mặt đất cũng thấy được. Lúc bây giờ mà dùng cái từ tận cùng mặt đất thì tận cùng nó nằm ở đâu? Tận cùng nó nằm ở đâu? Chẳng hạn như là bây giờ các anh chị và tôi sống Sài Gòn, nó nhiều nhà cao tầng quá, mình chả còn thấy đường chân trời nữa. Nhưng mà mình đang ở biển á, thì mình thấy đường chân trời, phải không? Thì mình nghĩ cái chỗ đó nó là tận cùng mặt đất. Mình nghĩ vậy thôi, cách nói của mình thế. Cái quan niệm của người ngày xưa giống như khi ta học sách Sáng Thế đó, là người ta dựa vào cái kinh nghiệm thường nghiệm, tức là kinh nghiệm mà giác quan mang lại cho ta đó, người ta mới tưởng tượng trái đất của mình là một mặt phẳng và bầu trời giống như là một cái bát úp ở trên thế này. Cho nên tôi đứng ở đây thì tận cùng mặt đất ở đây. Cái cây này thì phải cao lắm bởi vì đụng tới trời cơ mà. Cho nên đứng ở tận cùng mặt đất thì vẫn nhìn thấy thôi. Daniel giải thích cái thị kiến này cho nhà vua hay lắm. Nhưng điều mà tôi thấm thía nhất trong cách giải thích của ngài đó là chỗ này này. Các anh chị nhớ lại coi là cái lời giải thích này riêng đối với nhà vua đó, thì nó vui hay là nó buồn? Khi Daniel giải thích cho nhà vua về thị kiến này, ở phần cuối đó, ngài có lời khuyên.
Vương quốc của Ngài sẽ vẫn là của Ngài sau khi Ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Biết là ông vua này chắc ông cũng có tin thần thánh gì đó, nhưng mà cái kiểu ông ấy bằng lòng ban lấy sắc chỉ mà muốn thần thánh hóa ông ấy thì chắc là không ổn rồi. Daniel khuyên rất là hay: vương quốc của Ngài sẽ vẫn là của Ngài sau khi Ngài chịu công nhận quyền cai trị của trời. Vì thế tâu đức vua xin vui lòng nghe theo lời thần đề nghị mà đái tội lập công bằng cách làm việc nghĩa, tỏ lòng từ bi đối với người nghèo. May ra thời thịnh vượng của Ngài sẽ được kéo dài thêm chăng. Nói rất thẳng thắn. Lớp của chúng ta đã học sách các tiên tri hết rồi nhỉ? Thế các anh các chị có còn nhớ là có hai loại tiên tri không? Có tiên tri thật và tiên tri giả không? Có những tiên tri mà được nhà vua đặt làm tiên tri ở trong đền thờ, trong triều đình, và tinh là nói những chuyện để nhà vua lấy làm vui, thấy không? Còn tiên tri thật đó là tiên tri nói lời của Chúa, cho dù lời đó có làm những người lãnh đạo bực bội khó chịu. Cái câu này chắc phải viết ra giấy xong rồi gửi cho những ông lãnh đạo nào mà ông ấy không quay trời đất ra gì. Câu này hay lắm. Lời khuyên của Daniel. Đọc sách thánh hay ở cái chỗ đó, viết lâu lắm rồi nhưng mà ta luôn luôn thấy nó mang tính hiện sinh, vẫn cần thiết cho đời sống của mình ngày hôm nay, cá nhân, xã hội, cộng đoàn, giáo hội. Những bài học rất là thực tế. Thế rồi một thị kiến cuối cùng, tức là thị kiến thứ ba, thì nằm ở chương 5 sang chương 6 câu 1. Đó là bữa tiệc của ông vua Bê-sa-gia. Ở đây thì tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến cái câu này. Câu thứ hai: khi đã thấm hơi men, vua truyền mang ly mang chén bằng vàng bằng bạc mà vua cha là Nabucodonosor đã lấy ở đền thờ Jerusalem. Vua Ben-sát-ra định dùng những ly chén này để uống rượu cùng với các đại thần, cung phi và cung nữ. Cái tội này chúng ta gọi là tội gì? Tội phạm thánh. Bởi vì những ly chén bằng vàng bằng bạc này không phải người ta bán ở ngoài chợ, mà là người ta lấy từ đền thánh Jerusalem về. Thế mà ông ấy muốn lấy những ly chén đó ra để ông ấy nhậu cho nó đã. Cũng tựa như là bây giờ chén lễ của các linh mục. Thực sự các linh mục chúng tôi thì phần đông thì cũng nghèo thôi, cho nên cái chén lễ của chúng tôi thì cũng đâu phải mắc tiền gì lắm đâu. Chỉ vì lòng kính trọng, lòng tôn kính, cho nên chén thánh đó thì phía bên trong vẫn cố gắng để mạ vàng chẳng hạn, để nó không có bị reset. Nhưng mà đâu có phải là mắc lắm so với những gia đình giàu có, người ta có thể sử dụng chén vàng chén bạc này nọ. Nhưng mà dù không mắc tiền đi nữa thì đó là chén thánh. Thánh ở đây có nghĩa là cái chén đó được dành riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa. Chứ giờ mình hứng lên thì bảo lấy chén đó là nhậu cho nó đã thì đấy là phạm thánh. Đấy là xúc phạm đến đồ thánh. Khi học thánh kinh thì tôi nhớ tôi đã phân tích cái từ thánh cho các anh chị ít là 2-3 lần rồi, cho nên chúng ta hiểu cái điều đó. Thì tội của cái ông vua này nằm ở chỗ này, và ngay lập tức xuất hiện cái điều này, những ngón tay người xuất hiện
viết lên vách tường quét vôi của hoàng cung ở phía sau trụ đèn, mà chính vua nhìn thấy bàn tay đang viết. Và sau đó thì là Daniel được triệu vào để giải thích về những dòng chữ đó. Mà khi ta đọc lời giải thích của Ngài đó, thì ta sẽ thấy đúng là tiên tri nói rất là thẳng thắn, phải không? Không hề sợ hãi, đây là nhà vua nắm quyền sinh sát trong tay, tôi phải tìm cách nói làm sao cho vừa lòng vừa tai ông. Ngài nói rất là thẳng. Và sách thánh kết luận, ngay đêm ấy, Ben-sát-ra vua dân Can-đê bị giết chết. Hậu quả rất là nhãn tiền. Đấy, phần thứ nhất hôm nay chúng ta cùng nhau tập trung mà tìm hiểu, thì nó gồm những câu chuyện như thế. Các anh chị đọc theo thứ tự, tôi sắp xếp lại thành hai loại như vậy để chúng ta dễ nắm vấn đề hơn. Bây giờ điều quan trọng, khi đọc những câu chuyện này, tôi chắc chắn là các anh chị chia sẻ cho nhau nhiều điều hay lắm. Nhưng mà xét theo văn mạch đó, thì có một hai điều mà tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào. Tôi thường xuyên nhắc các anh chị là khi đọc sách thánh, một trong những câu hỏi mà ta phải đặt ra cho mình chưa phải là bài học về luân lý, tôi phải sống làm sao, phải sống thế nào. Nhưng mà bài học trước hết, câu hỏi trước hết mà mình nên đặt ra cho mình đó, đó là qua trang sách thánh này, Thiên Chúa xuất hiện là ai, là đấng nào? Về Thiên Chúa. Bởi vì chỉ ở nơi sách thánh ta mới biết rõ về Thiên Chúa. Ở đây cũng vậy. Với câu hỏi đó thì ta sẽ khám phá ra Thiên Chúa là nguồn sức mạnh và là nguồn sự khôn ngoan. Những câu chuyện vừa rồi mà chúng ta vừa nhắc lại đó, cho mình thấy là Daniel và các bạn của Ngài trong câu chuyện thứ nhất, dù không có dùng những lương thực cao cấp mà chính nhà vua ban cho, họ vẫn sống, mà sống khỏe, mà thông minh, mà khôn ngoan. Rồi dù Daniel có bị ném vào lò lửa, các bạn của Daniel thì bị ném vào lò lửa, còn bản thân Daniel thì bị ném vào hầm sư tử. Đứng trên bình diện tự nhiên mà nói, đó là chắc chắn 100% là chết rồi. Nhưng mà thực tế thì các ngài vẫn sống, vẫn khỏe mạnh. Mà các ngài sống được như vậy, khôn ngoan được như thế, không phải là vì nhờ bản thân của các ngài, mà là vì Thiên Chúa che chở, Thiên Chúa bảo vệ. Đây là một xác tín căn bản của người tín hữu, những người trong Do Thái giáo cũng như là người trong Kitô giáo chúng ta, đó là xác tín căn bản. Nếu các anh chị đọc thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, ta sẽ gặp một câu tuyệt vời như thế này: có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Có Thiên Chúa bênh đỡ, ai còn chống lại được chúng ta? Nhưng mà tôi tự hỏi là trong nhiều lúc của đời sống, không biết là các anh chị và tôi có dám nói câu này. Một đàn đất thì mình vẫn cứ bảo là mình tin là Thiên Chúa bênh đỡ mình. Nhưng mà một đàn khác thì mình luôn luôn sống trong sợ hãi. Nó có cái gì nó còn mâu thuẫn ở trong? Và có lẽ câu trả lời là mình cũng tin đấy, nhưng mà chưa trọn vẹn. Còn Thánh Phaolô nói rất quyết liệt: có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, thì ai còn chống lại được chúng ta? Rồi sau đó Ngài viết tiếp: ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là cùng khốn? Phải chăng là gian truân? Phải chăng là thử thách?
Nhưng mà tôi xác tín rằng trong mọi thử thách chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu thương chúng ta. Thánh Phaolô mà ông nói được câu này thì chỉ có lên thiên đàng thôi chứ còn nói với tất cả sắc tín cá nhân của mình như vậy. Cho nên những câu chuyện mà được kể lại trong sách Daniel cho mình thấy Thiên Chúa là nguồn sức mạnh, nhưng mà đồng thời còn cho mình thấy Thiên Chúa là nguồn của sự khôn ngoan. Một ông vua mà mời người ta giải thích chiêm bao mà lại không cho người ta biết là mình chiêm bao cái gì thì dựa vào đâu mà giải? Thế mà Daniel vẫn làm được. Rồi những dòng chữ viết nguệch ngoạc ở trên tường rất là bí nhiệm, Daniel vẫn giải thích được. Sở dĩ Ngài có sự khôn ngoan như vậy đó không phải ở tự Ngài mà là Thiên Chúa ban cho. Chính ông vua Nabucodonosor, ông ấy đã nói với Daniel cái câu đó: Thiên Chúa của ngươi quả là thần các thần và là Đấng mặc khải những điều bí ẩn, nhờ thế ngươi mới có thể tỏ lộ điều bí ẩn này. Chính vua nhìn nhận như vậy. Thế thì khi ta nói điều này, ta nhớ lại Chúa Giêsu có nói với các môn đệ của người, cũng có nghĩa là Chúa Giêsu nói với mỗi chúng ta: chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. Thầy ban cho chứ không phải tự mình có. Điều này nó cũng rất cần cho các anh chị là giáo dân và tôi là linh mục nhé. Nhất là khi mà mình đi giúp người ta học lời Chúa. Bởi vì điều được kỳ vọng ở trong lớp này là không phải chỉ mỗi người có mặt ở đây học Thánh Kinh, nhưng mà điều được kỳ vọng là những người đã được học Thánh Kinh rồi trong tương lai có thể giúp cho người khác học hỏi. Điều này rất cần cho chúng ta. Tại sao vậy? Là bởi vì mình sẽ dễ bị cám dỗ là tôi giảng Thánh Kinh, giảng lời Chúa cho người ta hay hay không đó là nhờ tôi. Đấy, cái cơn cám dỗ đó lớn lắm. Đối với linh mục cũng như vậy. Nhưng mà rồi Chúa ban cho kinh nghiệm nhiều lần thì sẽ thấy có những bài giảng soạn công phu lắm, văn chương lắm, bóng bể lắm, nghĩ thầm trong bụng là ta mà giảng bài này là ăn tiền. Giảng xong chả thấy ai ta cảm thấy được đánh động. Còn có những khi đó mà vì công việc bận rộn quá sức, mình đã cố gắng hết sức rồi mắt nó cứ sụp xuống, không còn làm cách nào khác được. Làm hết sức của mình rồi, trước khi ra giảng chỉ còn biết thầm thỉ cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng. Thế thì cái bài giảng hôm đấy thế đánh động tâm hồn người ta. Thế đâu phải do mình đâu, Chúa tác động đấy chứ. Mà này, cái điều này là kinh nghiệm của nhiều nhà giảng thuyết lừng danh trên thế giới. Tôi đọc sách nhiều tôi thấy như vậy, họ kể lại. Mà bản thân tôi cũng có cái kinh nghiệm đấy. Cho nên các anh chị nhớ cái kinh nghiệm đó. Đừng có tưởng là mình đi giúp người ta học Thánh Kinh á là vì mình giỏi hết, mà là phải nhờ ơn Chúa. Chúa đặt vào môi miệng mình điều để mình nói cho người ta. Điều này ta thấy rất rõ nếu ta đọc tiếp. Chúa là nguồn sức mạnh, Chúa là nguồn sự khôn ngoan, sự hiểu biết. Thế thì ta đón nhận nhờ đâu? Mở sách Daniel ở chương 2 câu 14, ta sẽ thấy Daniel làm gì nè. Cho đến câu 17: rồi ông Daniel về nhà kể cho các bạn là Hanania, Misael và Azaria biết sự việc và bảo họ